trận đấu đã được bắt đầu. Đây có thể nói là trận đấu cân bằng của giải đấu hôm nay. Nhưng mà hai đội đang thua một lần khá chấp nhận. Điểm pha phản công của Devi là khá chậm, vẫn là ngưng ngưng. Đốt như ngang. Vượt khá nhịp ngang, cơ hội vào không, không được. Cô cho đấy, không được. Anh em đã phút. Đây là vân tay. Chỉ đủ vừa mở đường đường sân để bấm tốc độ. Vân tay, vào không. Đây là thêm vũ. Khá vân tay, cơ hội vào không. Má văng qua bệnh dễ gì còn. Cửa phải công dành cho cánh đồng ý. Rồi chứ không. Vào không. Qua được hai cơ thể của đồng. Tiếp tục phần phải làm một. Đây là vân vĩ. Xử lý đây chứ không. Tốc độ của trận đấu đang là khá chậm và tỷ số này vẫn đang là không đều. Rất nhẹ nhàng và hữu có hai chiếc áo tím ở vòng cấm của cánh đồng ghi khá nhiều một pha long số 15 tên gì vậy? Long Du Long Minh Long phải không? Nó sửa lại 15 phải không? Hai đội vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực. Mặc dù ngày hôm nay thời tiết đang là rất nắng nóng. Rồi lúc này thì tỷ số đang là 0-0. Một pha dứt điểm của Văn Huy. Của Văn Huy thủ số 8. Không được. Rồi là một pha không được. Sở dư. Và Văn Huy. Một pha hợp khá nhịp nhàng của các cầu thủ anh em đã phước nắp bóng. Không được. Sở dư. Đây là Văn Huy. Phẩm khá hay. Cứ ơi, vào không? Không được. Một. Thân cục. Cơ hội cho Hứa Hoa. Thế trận mà hai đội đang tạo ra là khá cân bằng. Tuy nhiên vào lúc này vẫn chưa có thắng cho cả hai đội như thế này. Một đường trường của ông Lê Vinh. Vẫn tí. Không được. Đơn của Đa Phước đang đứng đáy lần. Và Văn Huy không được. Thông Vũ rơi trong tay 3-2. Cơ dành cho cánh đề ghi. Không vào. Thông Vũ là người rơi cơ hội. Hứa xin đi. Cơ hội không vào. Hứa không vào. Cả Đa Phước và Cảnh Đi đã có rất nhiều cơ hội. Vẫn không vào. Như vậy Đức Hữu Hoa xếp. Không được. Con Long Thành, con Bùi Chí Thành, con của cựu tuyển thủ tuyển Việt Nam. Nhấp liếc ở giữa người ta cho nhanh là em lau ra liền. Rồi. Đây là vân tay. Vào không? Vào. Không vào. Một đường chọc khe khe cho Thiên Vũ. Tốc độ của Thiên Vũ.
Họ ngứa vô lắm, anh nghe quan trọng. Không được, một vài cái điểm của anh nữa. Một bàn thắng của Phương Hùng. Không để ý cái đường giữa, không để ý cái đường hai em, cái đường nhẹ lắm á. Đứng im không nhảy, đứng im không nhảy. Xếp thì không ai. Xử lý kết thúc của Văn Cường. Văn Cường cho anh em đang các anh em đã hút. Vui lắm, như vậy đã có bàn thắng cho Phương Hùng. Sở hữu đường chân vào vẫn không thắng được. Một pha bật cường gai cơ vào. Một lô số thế về mặt điểm số đang thuộc về các cầu thủ cản đi. Tuy nhiên Đa Phương phải đề phòng những pha phản công của các cầu thủ đó. Không được. Vừa rồi là một pha đối mặt của thủ môn của Sở Duy. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao. Liên vô cùng thành, liên vô. Liên vô âm thầm vô. Đây là Minh Nhật. Một Minh Nhật. Đấu phần vẫn là đấu phần sớm không đâu. Đa Phương phải thi đấu nhanh hơn, họ phải đội hình phải dâng cao để tấn công, bởi vì khoảng công này là hai bàn rồi. Tốt em, hai đánh ngon. Phản công cho các cầu thủ cản đường. Văn Cường như vậy đã có một. Rất nhẹ nhàng, đây là Văn Cường. Tốc độ của Văn Cường vào không, vẫn không vào. Con trái nhỏ. Một vài dứt điểm từ khác. Một vài dứt điểm từ Văn Cường. Tỷ số này đã được nâng. Tên gì? Áo đen cho anh chứ. Cố Thanh Quang! Đã cho bàn thắng cho Thanh Quang rồi. Sở hữu. Nhất, nhất, nhất. Anh con E đúng rồi. Vẫn là những nỗ lực của anh em đã phút. Bá vô nhập, bá vô xác anh em á. Thanh Quang! Sút không được, không đâu, một pha cứu thua, một pha dứt điểm của Văn Cường, không được, như vậy.